Hẳn bạn đã nghe đầy lỗ tai rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nói thì dễ, thực hiện được mới lạ. Ừ ha, sự chia rẽ, chia ly vẫn xảy ra như cơm bữa, diễn ra trong mọi lĩnh vực. Khóa học Teamwork của Berlin khác hẳn tất cả các khóa học Teamwork bạn biết. Bởi Berlin hiểu đời thực và công nhận đời thực, để từ đó dùng các phương pháp tâm lý cùng với các phương pháp quản trị hòa quyện vào nhau như hơi thở tự nhiên, để giúp bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào cũng ứng dụng và tạo nên một môi trường Teamwork làm việc đội nhóm hiệu quả trong lành, mạnh mẽ như hàng triệu tia sáng khác biệt cùng thắp sáng một bầu trời và dẫn lối mọi người trong tổ chức hướng đến một mục tiêu chung. Khóa e-learning tương tác Teamwork, kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả này được trình bày bởi các chuyên gia Berlin có khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia Berlin chuyên tư vấn và đào tạo tại doanh nghiệp tạo ra công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam nhằm giúp cá nhân làm việc hiệu quả, tăng thu nhập, doanh nghiệp có được đội ngũ có năng lực đạt được mục tiêu kinh doanh. Là vào trang web berlinse.com thì cá nhân muốn quản trị cuộc đời, doanh nghiệp muốn quản trị nhân tài là được phải không chuyên gia? Vâng, đúng rồi ạ. Khi bạn đã hiểu tính cách để giao tiếp phù hợp với từng tính cách và bạn biết bạn cũng như họ thích hợp làm những việc gì, thì bây giờ bạn hình thành nhóm làm việc hiệu quả được không? Được chứ chuyên gia. Mấy phần đầu thì phải ôn bài lại hoài, phải quan sát, trải nghiệm thực tế nhiều. Khi hai phần đầu ổn thì phần này đâu có gì khó đâu chuyên gia. Vâng, mời bạn học tiếp tập 1.3 hình thành nhóm hiệu quả các bạn nhé. Để hình thành nhóm hiệu quả thì đầu tiên bạn cần trả lời được câu hỏi, đó là thành viên trong nhóm nên cùng tính cách hay khác tính cách? Câu hỏi quá đúng điểm. Theo tôi thì... Chuyên gia đang chờ bạn tương tác kìa, cứ tương tác đi rồi sẽ rõ. Với tương tác này thì bạn trả lời 3 câu hỏi được đánh số từ 1 đến 3. Đó là 1 là theo bạn, các thành viên trong nhóm nên cùng tính cách hay khác tính cách. 2 là nhìn chung, họ cần phải là người như thế nào. 3 là tại sao. Để trả lời 3 câu hỏi đầy ý nghĩa này thì bạn chỉ cần kéo các nội dung đặt trên hình phù hợp. Nội dung nào không phù hợp thì kéo vào thùng rác. Vâng, khi bạn tận dụng góc nhìn khác nhau để tạo ra bức tranh hoàn hảo thì bạn mới tạo ra nhóm làm việc hiệu quả. Mỗi tính cách có tiếng nói riêng, có lý lẽ riêng, nó có thể đúng 99%, có thể đúng chỉ 1%, nhưng rõ ràng nếu cộng lại thì ta được gần 100%, vì trong cuộc sống này không có gì là hoàn hảo, đa phần chỉ là tương đối. Nhưng không vì chỉ đúng 1% mà mình bỏ đi, hãy cộng nhiều phần trăm nhỏ, giống như nhiều mảnh ghép nhỏ, sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, nhờ thế mà xã hội mới phát triển như ngày hôm nay. Tiếp theo, ta học phương pháp hình thành nhóm hiệu quả. Khóa học này thật thú vị, khóa học phù hợp cho mọi cấp độ, từ sinh viên đến nhân viên và các cấp quản lý. Có như vậy thì mọi người mới nhìn về một hướng, nếu không, mỗi người học một nẻo thì rất khó mà ráp lại được với nhau. Để hình thành được nhóm hiệu quả thì đầu tiên, ta cần hiểu tổng quan về quản trị. Theo bạn, con người tồn tại và phát triển bằng cách nào? Xuất phát từ những nhu cầu. Từ nhu cầu thiết yếu đến nhu cầu nâng cao ạ. Cảm ơn bạn. Xuất phát từ nhu cầu khiến con người ngày càng phải sáng tạo để đáp ứng nhu cầu. Từ đó hình thành lên các khu để phục vụ cho việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của con người. Nhưng con người thường có nhu cầu như thế nào vậy bạn? Thường là ngon, bổ, rẻ ạ. Đúng với đa số dân số của thế giới, nên trong một tổ chức sẽ hình thành lên các nhóm hay còn gọi là các phòng ban để triển khai các chiến lược, các kế hoạch nhằm phục vụ nhu cầu của con người và có lợi nhuận để tồn tại và phát triển mạnh hơn. Thì ra xuất hiện cơ cấu tổ chức. Nhưng sao em thấy có luồng ý kiến phản bác về cơ cấu tổ chức vậy chuyên gia? Đúng rồi, việc hình thành cơ cấu tổ chức nên nhắm vào bản chất của vấn đề hơn là sự vụ, cơ chế quản trị đó bạn. Cơ cấu tổ chức nên được hiểu là nhằm phân chia công việc đúng với tính cách, đúng sở thích của từng người, từng nhóm người, giúp cho việc phục vụ nhu cầu con người được tốt hơn. Còn việc bạn tạo ra cơ cấu tổ chức, rồi bạn tạo ra những cơ chế quản trị cứng nhắc, thì đó lại là một chuyện khác. À, tôi hiểu rồi. Cơ chế quản trị được tạo ra là do mình muốn bộ máy mình là robot hay là con thú hay EQ cao là do mình hết. Một bộ máy hay một nhóm cần có mục tiêu để mà hướng đến.
Đây là ví dụ mẫu để giúp bạn dễ hình dung những gì tôi nói. Ví dụ cụ thể, đây là mục tiêu ở cấp công ty Palance, là công ty tạo ra khóa học này. Palance có sứ mệnh phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Để công ty luôn thực hiện sứ mệnh của mình, thì công ty cần những con người tận tâm, hiệu quả và chung tay với cộng đồng. Với mục tiêu ngắn hạn là năm 2020, dẫn đầu hiệu quả trong ứng dụng quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam. Tiếp theo là 2022 tại ASEAN. Như vậy mới biết nhóm đi đâu về đâu chứ. Mục tiêu là vậy, kế hoạch là vậy. Ý chuyên gia là mục tiêu, kế hoạch lúc nào cũng như đẹp như mơ phải không? Vâng, mình định hướng đến đích rất đẹp, nhưng trên đường đi thì sao ạ? Thì đa số toàn là ổ voi, ổ gà. Đúng rồi, thực tế thì chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại, khó khăn mà chúng ta phải vượt qua thì mới đến đích được. Để chúng ta vượt qua trở ngại, khó khăn thì ta phải cần những con người tích cực. Vì những con người tích cực sẽ khuyến khích, động viên mọi người. Họ thiết lập các tiêu chuẩn cao và không bỏ cuộc. Họ đeo đuổi đến cùng. Họ sẽ giám sát hiệu quả để mọi việc luôn đi đúng hướng. Khi có sự cố xảy ra thì họ sẽ là người giảng hòa để mọi người phấn chấn tiếp tục cuộc hành trình. Trong nhóm hay trong tổ chức không nên đón nhận người tiêu cực, vì người tiêu cực khó đưa ra giải pháp. Họ chỉ thuận cho việc gây sự cản trở, thống trị hoặc gây sự chú ý, tạo hoa lá cành cho vui thôi. Sao mà biết được ai tiêu cực, tích cực hả chuyên gia? Người nào mà có thói quen mở miệng ra có câu, tại, vì bởi, do người này, người kia, do thế này thế kia, thì đích thị là người tiêu cực rồi đó bạn. Khi họ để các điều này chiếm ngự tâm trí họ, thì họ khó có thể đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Khi ta đã rõ cái gốc của việc hình thành nhóm là bắt nguồn từ phục vụ nhu cầu, nhóm cần có định hướng rõ ràng để biết hướng đi và chỉ đón nhận người có thái độ tích cực, thì bây giờ chúng ta mới đi vào chi tiết cách thức hình thành nhóm hiệu quả. Lúc này ta cần biết nhóm mình được ra đời nhằm phục vụ nhu cầu gì. Ví dụ như nhóm phục vụ cho việc tuân thủ, sự chính xác, hay nhóm chuyên thuyết phục khách hàng, hay nhóm thúc đẩy sự phát triển. Với nhóm tuân thủ, chính xác thường là nhóm kế toán, sản xuất. Với nhóm thuyết phục khách hàng, thường là nhóm nghiên cứu và phát triển, nhóm marketing, thiết kế, bán hàng, chăm sóc bán hàng. Với nhóm thúc đẩy sự phát triển, thường là nhóm nhân sự. Khi biết rõ nhóm mình ra đời nhằm phục vụ nhu cầu gì, thì ta mới bắt đầu chọn trưởng nhóm, các thành viên có tính cách phù hợp với đặc thù của nhóm. Ví dụ, nhóm tuân thủ chính xác có nhiệm vụ chính là giúp tất cả các thành viên thực hiện đúng quy trình, quy định, thì việc hình thành nhóm được thực hiện bằng cách liệt kê các nhiệm vụ chính cụ thể, đó là soạn thảo, phê duyệt, huấn luyện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thống kê, báo cáo, đưa ra giải pháp, cải tiến. Khi liệt kê các nhiệm vụ chính thì chúng ta cần lưu ý đến quy mô của nhóm, của công ty để quyết định số lượng thành viên, vì không thể mỗi liệt kê là một người đảm nhiệm nếu quy mô nhỏ. Như ví dụ trên, nếu quy mô công ty trên dưới 50 người thì tôi cần 2 người. Người thứ nhất là người kín đáo, chi tiết, khách quan, lý tính, kế hoạch. Người thứ hai là người sôi nổi, tổng quan, lý tính, nếu có EQ cao càng tốt và là người có kế hoạch. Một ví dụ khác để bạn cùng trải nghiệm, đó là hình thành nhóm thuyết phục khách hàng. Nhiệm vụ chính của nhóm này là giúp khách hàng hiểu, thích sản phẩm, công ty, để từ đó khách hàng trung thành với sản phẩm, với công ty. Với nhiệm vụ phục vụ này, nhóm có nhiệm vụ chính cụ thể là hiểu xu hướng, thị trường, hiểu khách hàng mục tiêu, đưa ra các giải pháp đáp ứng vượt sự mong đợi, thuyết phục khách hàng bằng hình ảnh, ngôn ngữ, lời nói. Ngoài các công việc trọng tâm này, thì nhóm cũng cần hành chính, thống kê, báo cáo để phục vụ cho sự hiệu quả trong nhóm. Với nhóm này, rõ ràng chúng ta cần các thành viên là người sôi nổi, tổng quan, chi tiết, EQ cao, có kế hoạch. Còn các công việc liên quan đến hành chính, thống kê, báo cáo thì cần thành viên kín đáo, chi tiết, khách quan, lý tính, kế hoạch. Tôi hiểu tính cách hình thành nhóm bằng những con người phù hợp với đặc thù của nhóm rồi. Hiểu rồi thì mời bạn thực tập với tương tác tiếp theo. Hãy sắp xếp nội dung phù hợp với tình huống và làm tương tác. Những ví dụ của chuyên gia cũng như tương tác thực hành đã giúp nhóm trưởng cũng như các thành viên biết cách chọn người phù hợp với đặc thù của nhóm, giúp cho nhóm thành công. Riêng tôi hiểu cách thức hình thành nhóm giúp tôi hiểu rõ mình nên tham gia vào nhóm nào để bản thân là right people và đặt hái được thành công nhanh, bền vững hơn.
Và tôi cũng thấy góc nhìn rất hay là các thành viên trong nhóm là những người có tính cách khác nhau, cùng hướng về mục tiêu chung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì thế, một câu hỏi cực kỳ quan trọng cần được đặt ra là làm thế nào để 9 người 10 ý, mỗi người một tính cách khác nhau, tư duy khác nhau, rồi lại mỗi nhóm khác nhau, từ cá nhân đến các nhóm khác nhau như vậy, sao lại có thể cùng chung vai, gánh vác, cùng chủ động hoàn thành mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của đội nhóm, của công ty đây? Phần tiếp theo sẽ là lời giải cho vấn đề này. 9 người 10 ý, làm sao từ cá nhân đến các nhóm khác nhau lại có thể cùng chung vai gánh vác, cùng chủ động hoàn thành mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của đội nhóm, của công ty là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục phần 2, bí quyết tạo đội nhóm chủ động làm việc hiệu quả. Mời bạn nhấn nút phần 2 hoặc nút qua bài để học tiếp. Công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng, thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belin, chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belin đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, một hành trình tương lai, nhìn về nơi xa ấy, những cánh chim